xin chào tất cả các anh em nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Green Happiness. Và hôm nay thì Tuấn sẽ có đôi điều để chia sẻ, đặc biệt là với những anh em mà lần đầu tiên được tiếp cận với cả bộ môn về thủy sinh này. Và các bạn có biết là lý do tại sao mình lại xây dựng Green Happiness không ạ? Bởi vì mình thấy rằng thủy sinh thực sự là một thú chơi rất có ích dành cho các bạn, đặc biệt là hiện nay trong cái cuộc sống hối hả của công việc đó, thì mình cảm thấy là rất là áp lực đối với vấn đề về công việc. Sau những thời gian làm việc này, rồi về nhà còn con cái này, thì lúc mình cảm thấy rất là bí bách, rất là stress. Thế nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay thì môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm này, rồi là rất ít những nơi để các bạn có thể thoải mái giao lưu vui chơi ở bên ngoài, những khu công viên xanh sạch đẹp thì nó không có nhiều. Vì thế là thay vì việc là tìm kiếm bên ngoài, thì tại sao chúng ta không tạo ngay một không gian xanh trong gia đình của chúng ta? Nhiều bạn thì hiện nay có những sở thích như là trồng và chăm sóc cây cối này. Và ở đây thì bên cạnh đó mình giới thiệu với các bạn một thú chơi, đó chính là thú chơi thủy sinh này. Có một điều mà các bạn phải lưu ý rằng là chơi thủy sinh thực ra nó cũng không khác nhiều so với việc các bạn trồng cây đúng không ạ? Bởi vì thay vì việc trồng một chiếc cây ở trên cạn thì chúng ta sẽ trồng nó dưới nước thôi, phải không ạ các bạn? Và các bạn nhớ nguyên tắc là khi mà mình chơi thủy sinh thì cũng giống như là các cụ hay nói, đó là gì nhỉ? Nhất nước này, nhì phân này, tam cần này, tứ giống. Thì bản thân khi mà chăm một bể cây thủy sinh, đầu tiên chúng ta cứ quan tâm đến việc làm sao để cây trong bể có thể phát triển được cái đã các bạn nhé. Và mình cũng luôn tâm niệm một điều rằng là cứ nước trong cây đẹp cá khỏe là y như rằng chúng ta có một chiếc bể thủy sinh tuyệt vời để chơi rồi, chứ còn không quá cầu kỳ lần nào là phải bố cục sắp đặt như thế nào này, theo tỷ lệ vàng vân vân ra làm sao. Thôi đấy là câu chuyện của những bạn nào thích đi theo hướng chuyên nghiệp hoặc là những người muốn thi thố trong cái lĩnh vực về thủy sinh. Còn về cơ bản, chơi một chiếc bể thủy sinh chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn ạ. Và đây là chiếc bể của mình, có tên là vườn thủy sinh, đã được 3 tuần tuổi rồi các bạn ạ. Và chiếc bể này trồng thế này thôi nhưng mà có tới hơn 40 loại cây thủy sinh các bạn nhé. Nếu mà để xem xét về số lượng cây thủy sinh ở xung quanh môi trường sống của chúng ta có thể mua, có thể đi sưu tầm được, thì số lượng cây có thể lên tới cả 100 loại. Tuy nhiên là chỉ trong khoảng 4-50 loại là chúng ta có thể chơi bét nhè rồi các bạn ạ. Thế nên là mình cũng sẽ chia sẻ một số vấn đề mà nhiều người chơi thủy sinh lần đầu tiếp cận với bộ môn này có thể các bạn còn cảm thấy hơi bỡ ngỡ đó. Vấn đề thứ nhất là việc chăm sóc cây thủy sinh cũng giống như nuôi một trồng cái cây trên cạn vậy. Bạn cần phải đảm bảo những cái nguyên lý cơ bản liên quan đến dinh dưỡng này, ánh sáng này. Ở trong không khí thì chúng ta có cái CO2 tự nhiên rồi, nhưng mà ở trong nước thì lượng CO2 hòa tan nó rất thấp. Vì thế là nếu mà chúng ta muốn cây cối phát triển đẹp hơn thì chúng ta có thể bổ sung thêm CO2 vào. Tuy nhiên điều này cũng không thực sự quá quan trọng đâu các bạn ạ. Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ quan điểm với các bạn, đó là chơi gì hay là làm gì thì về cơ bản cần phải có kiến thức, phải không? Và mình cũng muốn nói với các bạn rằng là nếu như các bạn chơi thủy sinh bắt đầu từ cách đây khoảng mười mấy năm chẳng hạn, thì có lẽ là lượng kiến thức còn rất là hạn chế. Và ngay cả bây giờ thì các bạn muốn tìm một tài liệu chính thống, một cuốn sách nào viết về thủy sinh thì hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có. Nếu các bạn muốn mua sách nước ngoài thì các bạn có thể tìm trên Amazon này, hoặc là tìm những tài liệu của ADA này, hoặc là tìm những tài liệu mà các bạn bè ở trên mạng các bạn chia sẻ và tổng hợp lại. Mình cũng rất muốn tạo ra kênh Green Happiness này để một phần chia sẻ những cái kiến thức dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình, để giúp cho các bạn khi mà các bạn tham gia vào thú chơi này thì chúng ta không bị bỡ ngỡ là một này, và thứ hai là nói theo cách hơi vui vui một tí, đó là chúng ta không bị các cửa hàng thủy sinh họ lợi dụng vào việc chúng ta không có kiến thức mà họ chăn các bạn nhé. Bởi vì thực tế là ngay bản thân mình đấy thôi, hồi đầu tiên mình chơi cách đây khoảng 15 năm chẳng hạn, thì khi mà mình chơi chiếc bể thủy sinh đầu tiên thì thậm chí đèn ở trong bể mình còn mua phải bóng đèn màu hồng. Đây là chiếc bể đầu tay của mình các bạn ạ, mình làm nó cách đây 15 năm rồi, và như các bạn thấy ánh sáng trong bể hơi có màu hồng đó các bạn ạ. Hồi đó thì mình có tham gia giao lưu một hội nhóm, và đây là chiếc bể sau khi mình được mọi người góp ý. Bể không hề có CO2 và mình vẫn chơi được cá đĩa với thủy sinh các bạn ạ. Còn đây là chiếc bể mà lần đầu tiên mình thử tự trộn nền cây cối lên ở mức độ tương đối, và mình cũng bắt đầu sử dụng CO2 cho bể. Điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn rằng đó là chơi thủy sinh thì thực sự là không tốn kém và mất nhiều thời gian công sức như các bạn tưởng. Tuy nhiên là điều này thì dẫn tới một thực tế, đó là các bạn khi chơi thì chúng ta đừng nên quá kỳ vọng hoặc ảo tưởng quá nhiều vào chiếc bể thủy sinh của mình các bạn nhé. Chúng ta có những nguyên tắc cơ bản mà khi các bạn xem trong kênh Green Happiness của mình, từ vấn đề về nền này, cho đến hệ thống lọc này, cho đến hệ thống CO2 này, những cái này mình đều có chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là nhiều bạn chơi khi mà mới đầu chơi á, thì chúng ta chưa có kinh nghiệm gì cả, nhưng chúng ta lại hay nhìn vào những kết quả do những người chơi người ta đã kinh nghiệm lâu năm này, hoặc là lên Google các bạn search là bể thủy sinh đẹp, các bạn thấy wow quá trời luôn.
và chúng ta kỳ vọng rằng là chiếc bể của chúng ta cũng đẹp được như vậy. Thì xin thưa với các bạn là có thể còn lâu lắm các bạn ạ, bởi vì để có được những chiếc bể đẹp lung linh như là trên mạng internet chia sẻ á, thì thứ nhất đó là các bạn phải có kiến thức rất là vững về thủy sinh, thứ hai là các bạn còn phải là một người có mắt thẩm mỹ, có khả năng sáng tạo về bố cục, và thứ ba đó là những chiếc bể thủy sinh đó thì không hề rẻ chút nào đâu các bạn ơi. Đầu tư cho phần cứng này, đầu tư cho các loại cây này, thậm chí có những chiếc bể có giá thành lên tới cả 100 triệu đấy các bạn ạ. Vì thế là chúng ta cần phải cân nhắc, giả sử như nếu các bạn chỉ muốn dành khoảng vài trăm nghìn hoặc 1-2 triệu để đầu tư cho một chiếc bể để bàn, thì chiếc bể đó cần phải có những yếu tố nào để tối thiểu giúp cây thủy sinh có thể phát triển được, đó là điều mà các bạn cần phải biết. Và điều thứ tư mà các bạn có thể phải đối mặt ở đây đó là rất nhiều người khi mà chơi thủy sinh thì các bạn rất là vội vàng, các bạn muốn là nay phát chiếc bể của mình phải đẹp luôn được, nhưng tuy nhiên là các bạn phải hình dung ra giống như chúng ta trồng và chăm sóc những cái khóm cây vậy, chúng ta cần phải có quá trình là ươm này, đúng không ạ, cắm cây này, trồng cây và này, cây cối nó phát triển, nó ra lá này, nó ra hoa, nó đơm hoa kết trái này. Thì với một chiếc bể thủy sinh tương tự như vậy, chúng ta cần phải có thời gian các bạn nhé. Thời gian ở đây, ví dụ như chiếc bể của mình từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm hiện tại là khoảng 3 tuần. Nhưng có những chiếc bể khác các bạn muốn đẹp thì các bạn phải dành ra khoảng vài ba tháng, thậm chí đến nửa năm. Nhưng tất nhiên là không phải mất quá nhiều thời gian và chăm sóc đâu các bạn ạ. Chúng ta có những nguyên lý cơ bản thôi. Còn điều thứ năm mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn ở đây, đó là cây và cá không bất tử đâu các bạn nhé. Nhiều bạn nghĩ rằng là chơi thủy sinh chúng ta chỉ cần phải bỏ ra một số tiền đầu tư ban đầu là chúng ta sẽ có một chiếc bể thủy sinh chơi đẹp mãi mãi. Không có điều đó đâu các bạn ạ. Các cái cửa hàng bán cá có thể họ gieo rắc vào trong đầu của bạn những cái ý tưởng là yên tâm đi, cây này trồng được lâu lắm. Nhưng nếu các bạn không đảm bảo đúng cái điều kiện để cây cối phát triển thì thậm chí chỉ trong khoảng một tuần luôn là cây cối của bạn nó sẽ héo rũ ra như là những mớ rau bị ươn đó. Còn nếu mà các bạn có thể đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt thì còn những chiếc bể thủy sinh tồn tại một vài năm là điều bình thường. Còn các bạn muốn bất tử á, thì có lẽ là các bạn phải chơi cây nhựa, cá nhựa thôi các bạn nhé. Và trên đây là một vài chia sẻ của mình đối với các bạn, đặc biệt là những người mới chơi thủy sinh. Mình rất mong muốn tạo lập kênh Green Happiness này để có thể kết nối được nhiều bạn trong cộng đồng chơi. Và nếu như có những vấn đề gì khúc mắc này, khó khăn hoặc muốn được chia sẻ thì các bạn cứ để lại comment cho mình rất sẵn sàng được trả lời và giải đáp cho các bạn sớm nhất có thể các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Hôm nay thì mình sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.